Ông đó là ba của Trang Phạm hả? Ổng cũng giúp có vài lần rồi. Rồi cái ổng thuê vô đây làm luôn. Bây giờ bà không về khách sạn làm nữa. Ủa sao kỳ vậy? Bà tiếp tục ở lại đây làm việc. Nhớ không được để bị đuổi việc. Và quan trọng nhất là không cho biết mối quan hệ giữa tôi và bà hết. Mai Lan. Anh Nam. Anh Nam. Nội, chuyện đám cưới của con với Mai Lan đã cho con thêm một thời gian nha nội. Mai Lan đâu có gấp chuyện này đâu. Với lại bây giờ nội với mẹ con đang giận nhau, đám cưới cũng đâu có vui vẻ gì đâu nội. Con đừng có chuyện nọ xỏ chuyện kia. Chuyện cưới hỏi đã tính toán với nhau rồi. Nội đang lo ngày tốt để chuẩn bị cho đám hỏi, rồi tiếp tới là đám cưới nữa. Con hứa với nội rồi thì con phải giữ lời chứ. Con mà không giữ lời á là nội không để yên cho con Trang cái vụ nó lừa tiền nội đâu. Cái gì đây? Trời ơi, con Trang có thai. Cháu nội của tôi làm sao mà có thể đi cặp với một đứa đã từng đám cưới với quê, đã từng có người cầu hôn, một quá khứ hết sức là quang đàn, một người sống phóng túng. Nội không chấp nhận cái sai lầm này. Bà định cướp tiền hả? Bà làm gì vậy? Ê, buông ra. Tiền sao em cướp kìa, nó cướp tiền kìa. Mấy anh bình tĩnh. Dạ mấy anh bình tĩnh. Em không phải là ăn cướp. Không phải ăn cướp. Nó là con của mình. Mà nếu con không cho nó được một cuộc đời hạnh phúc thì thôi, còn thả ổng sinh nó ra còn hơn. Cái gì? Không nha, không được nha. Ba không có đồng ý nha. Tôi cần các anh xử lý cho tôi một người. Con chắc chắn và đảm bảo với mẹ là con của con 100%. Trang chưa từng yêu ai, cũng không có mối quan hệ nào khác ngoài con hết.